từ gì ta? Mẹ mẹ chiến bài cho má. Phải không mày? Chị thấy cũng cho mình biết video thôi chứ còn... chính mình như mấy bữa nay không làm đúng không, không đăng, ít đăng. Cái Hana nó là bị mất luôn rồi, tắt luôn rồi. Ai qua đây? Ai người nặng, ai người qua đây? Chịu không? Nhiều quá kìa mới để lại.
kêu cái nó đợi lâu lâu á, nãy không có ai vô lần. Hà biết rồi mà, Hà không nói với em luôn rồi. Mở nhỏ nhỏ làm, lại con đam mê bán hàng đâu, là ngon làm cũng chậm mà. Có được ra đứng quay ổn. Thuận tháng nữa ra mà đang có bầu rồi. Bà kêu đi chứ, do dịch chị ơi. Do dịch chứ em đâu có muốn đâu. Nhưng mà vẫn xin để chị ơi cho em ở lại, cho em ra làm. Chứ mà muốn làm cái thâu bầu mà giờ trừ em là mấy tháng rồi mà ra được bao nhiêu đâu. Nhưng mà kêu xin thì thâu để dám làm được thì được thì đi, không được thì thâu chứ trừ ra. Thank you.
bên mua VN bên đó, là làm chi với Hoàng đúng không? Ừ, nó bàn video cho Hoàng, bàn tay cho Hoàng ấy. Hồi trước cũng nó có nói rồi đó. Tưởng mua Hoàng biết chứ. Ê, xích nữa chị không hỏi rồi. Chị tưởng mua bay Hoàng luôn. Xích nữa chị không hỏi luôn được. Nhưng mà chị ghê thôi để hỏi cho chắc. Tôi ghê gì chị giả mạo dữ mệt quá. Hỏi cho chắc với mất công. Đây là bán cây nhưng mà kiểu như làm ăn rồi đó, làm ăn chung rồi. Chồng bỏ làm thì phải. Mẹ ở Quảng Ngãi. Ngãi à? Ừ. Bộ video bên Nguyên nhớ thảo Nguyên diễn như thế nào? Chưa tầm lâm. Đây này chị đau và được. Cố gắng em nha. Mẹ lời giá mà. Cái sáng có cái cục khá nặng vậy. Cái sáng sợ ông bé mà.
Người trên trước hay là người xung bán nó cũng chờ lâu ở đây. Ôi với nó kêu chờ khách lên đi chờ tiếng nữa chờ được không? Nó sẽ... mặt nó nhiều hậu nó mới nặng mà nhiều đó làm lấy nó buồn với chị con rồi thôi vãi thôi. Alo. Hả? Bên... Em nói sao? Chị là ở bên chị còn kèm trắng không? Còn em. Dạ, em nói anh hãy đem về. Dạ dạ. Thôi anh hãy đem về giúp em nhé. Dạ. Đang 3 phút cái bao tay này nó đi nghỉ hả? Đúng không? Nóng chị bé xin ạ.
Ngon mà. Đó. Đàn này kêu kêu. Còn cú bên nữa thì mù quá. Thì em đang sớ chị thì hiểm thân. Mặn chưa? Chưa. Đang xuống hơi. Chạy lên xem tình hình thông báo rồi. Như khách độc thị. Chờ nó rụt đâu lên đi. Điều khi tới nơi rồi. Đang chờ.